Xin kính chào quý khách hàng, mình là Nghĩa, hiện tại là admin của kênh channel Sống Cùng Xe. Có rất nhiều quý khách hàng có hỏi mình về một trong những cái vấn đề rất là được quan tâm. Đấy là với cái khoảng giá tầm 6-700 triệu thì có nên mua chiếc Toyota Vios hay không? Và cái điều kiện sử dụng thực tế của gia đình cũng như là cái chi phí bảo dưỡng và nuôi xe thì hàng tháng nó tốn kém như thế nào? Ngày hôm nay thì mình có mời được bạn Nguyễn Quang Vinh. Đây chính là bạn Vinh, được gọi là Vinh Lùn, hiện tại làm sale bán hàng tại Toyota Thăng Long, có địa chỉ tại 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Sở dĩ ngày hôm nay mình gọi Vinh ra đây và mình mời Vinh tham gia cái video này bởi vì chiếc Toyota Vios G này chính là chiếc xe mà Vinh đã sử dụng và mua mới từ hãng được khoảng 1 năm nay, với cái cung đường hoạt động hàng ngày khá là bền bỉ. Sau 1 năm sử dụng thì Vinh đã chạy chiếc Vios G này với tổng quãng đường lăn bánh khoảng hơn 3 vạn km, một con số khá là nhiều dành cho một chiếc xe của gia đình. Hôm nay thì mình rất muốn là mời Vinh sẽ chia sẻ cụ thể với quý vị và các bạn về cái ưu nhược điểm cũng như là lý do tại sao mà Vinh lại lựa chọn chiếc Toyota Vios này trong cái công việc hàng ngày của mình. Thì ngay bây giờ chúng ta mời Vinh giới thiệu qua một chút về bản thân mình nhá. Xin mời bạn. Xin chào mọi người, mình là Vinh. Mình hiện tại đang là nhân viên kinh doanh tại công ty Toyota ở 316 Cầu Giấy. Hôm nay thì mình rất vui khi được anh Nguyễn Nghĩa, chủ của YouTuber rất nổi tiếng về xe, là có mời mình đến để chia sẻ về chiếc xe này. Thật ra là khi mà mình lựa chọn chiếc Vios ấy, thì mình là một người trẻ, mình có rất nhiều lựa chọn về hình ảnh, về rất nhiều thứ, về option. Nhưng vì sao mình vẫn chọn Vios? Cái thứ nhất là hiện tại mình đang làm việc và làm việc tại công ty Toyota. Khi mà mình là một nhân viên thì mình sẽ được mua với cái giá khá là ưu đãi so với khách hàng. Cái thứ hai nữa là hiện tại mình đang có con nhỏ. Mình muốn mua một chiếc xe rộng rãi, vì mình sử dụng, thứ nhất là sử dụng công việc, đi làm là cũng khá xa và mình cũng phải về quê cũng là nhiều. Thành ra là mình muốn sử dụng một chiếc xe rộng rãi, có cốp khá rộng. Và quan trọng nhất là mình mua với, đầu tiên là mình sẽ được giá ưu đãi, thứ hai là mình là nhân viên, thành ra là mình sẽ được ưu đãi, tiếp đó là về bảo dưỡng. Mà trước đấy thì Toyota đã có thương hiệu khá tốt về bảo hành bảo dưỡng, nghĩa là trong quá trình sử dụng đó. Và đó là những cái mà mình lựa chọn Toyota Vios. Quyết định lựa chọn Toyota Vios là vì những lý do đấy. Mình biết là Vios này thì nó có rất nhiều phiên bản. Thế tại sao là Vinh lại lựa chọn phiên bản G? Thật ra như thế này, nó có nhiều phiên bản và nó phục vụ cho nhiều lựa chọn khách hàng. Mình lựa chọn phiên bản G là vì mức giá của phiên bản G và hai phiên bản kia không chênh nhau nhiều, và mình sử dụng một chiếc xe gia đình, tức là mình không chạy dịch vụ nên thành ra mình không lựa chọn số sàn. Rồi. Mình lựa chọn số tự động. Và bản số tự động này thì nó sẽ giúp mình đi lại thoải mái hơn. Và nói thật ra là bây giờ là mình tuy là học bằng C thật đấy, nhưng mà rất ngại đi số sàn. Số tự động vẫn là ưu tiên. Về cơ bản là Vinh chọn số tự động. Sau khi mà cách đây 1 năm trước ấy, thì Vinh hoàn thiện chiếc xe này, và tổng cái chi phí lăn bánh này cho đến thời điểm mà bạn xuống đường cũng như là các phụ kiện mà bạn đã trang bị thêm, tại sao bạn lại lựa chọn những cái phụ kiện đấy cũng như là cái mức giá thì bạn có nhớ được không? Thì chia sẻ với khách hàng. Nhớ thì tất nhiên là nhớ rồi, vì mình là người bán hàng mà. Cái xe này ấy, thì khi mà mình mua, vì mình đăng ký ở tỉnh, đây là mình ở Vĩnh Phúc nên đăng ký biển 88, thì là đăng ký ở tỉnh xong là nó rơi loanh quanh vào 602-603 triệu gì đó, cả biển, đăng ký, đăng kiểm và phụ kiện thì khi mình mua thì mình được hỗ trợ thêm, nhưng mình cũng chỉ lắp thêm những cái phụ kiện cần thiết cho với cái xe thôi. Chẳng hạn như cam hành trình, vì mình mỗi ngày mình đi khoảng 80 cây, nghĩa là đi 40 cây về 40 cây. Cam hành trình là cái đầu tiên mình nghĩ đến. Cái tiếp theo là cục gương tự động. Cục gương tự động là khi mình sử dụng, mình về mình cất xe hoặc là mình đi bất cứ đâu, mình khóa cửa là mình biết là xe mình khóa hay chưa. Đó. Giải sàn da sạch sẽ, cho sạch sẽ này. Camera lùi. Đấy, camera lùi thì ngày xưa cái bản phiên bản của mình thì chưa có, nhưng phiên bản mới hiện tại 2020 thì đã có rồi. Đấy. Vẻ che mưa là cái mà thời điểm này với cái thời tiết như này là đang rất là cần thiết. Rồi.
Ok, cảm ơn Vinh. Như vậy là về cơ bản quý vị có thể thấy là với một mức giá khoảng 600 triệu để lăn bánh một chiếc Toyota Vios G tại tỉnh thì cũng khá là một con số khá là hợp lý đấy. Hiện tại thì Vinh có thể cho biết là ở thời điểm hiện tại khi mà tất cả chúng ta cùng xem cái video này ấy, thì mức giá của Toyota Vios G niêm yết bao nhiêu và chương trình khuyến mại ở thời điểm hiện tại nó như thế nào? Thì tiện thể ở đây thì Vinh chia sẻ luôn với quý vị khách hàng. Rất cảm ơn anh Nghĩa vì đã cho mình luôn một cơ hội để quảng bá bán hàng. Hiện tại chiếc Vios G 2020 nó rơi vào khoảng giá niêm yết của nó là 570 triệu. Thì thời điểm hiện tại đang được giảm chương trình loanh quanh vào khoảng tầm 20 đến 30 triệu. Sẽ vào tùy vào thời điểm. Đó. Còn nếu mà các bạn nhưng mà phiên bản Vios G 2020 sẽ tối ưu hơn rất nhiều so với phiên bản 2019 như của mình. Đó là đã được trang bị thêm cruise control. Camera lùi, màn hình TFT, cảm biến góc xung quanh xe. Đấy là những cái mà được phát triển hơn. Còn về công nghệ an toàn thì vẫn như phiên bản cũ của mình thôi. Đã có đầy đủ tất cả những công nghệ an toàn như 7 túi khí này, rồi cân bằng điện tử này, rồi hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, phanh đĩa 4 bánh này. Đấy là những cái công nghệ an toàn mà đã được trang bị phiên bản của mình và phiên bản 2020 hiện tại. Rồi, như vậy là quý vị có thể thấy là hiện tại với mức giá niêm yết chỉ còn 570 triệu và chương trình khuyến mại lên đến từ 20 đến 30 triệu thì quý vị sở hữu một mẫu Toyota Vios G với rất nhiều cái màu sắc lựa chọn, ví dụ như màu vàng cát, màu trắng, màu đen, màu đỏ. Và như Vinh vừa chia sẻ thì mình có nắm được một số thông tin là xe sẽ có một số sự nâng cấp mới, ví dụ như phần cảm biến góc trước này, rồi là màn hình thông minh hơn với kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cùng với đó là hệ thống cruise control này, chân ga tự động. Đấy là những cái điểm khá là quan trọng và đặc biệt là được trang bị sẵn camera lùi theo hãng mà không phải mất tiền chi phí lắp thêm như bạn Vinh nữa. Hiện tại là Vinh có thể cho biết là với cái tổng số km mình đã sử dụng khoảng hơn 3 vạn km ấy, thì cái chương trình bảo dưỡng, bảo hành thì Vinh thường bảo dưỡng bên ngoài hay bảo dưỡng trong hãng, và cái chi phí mỗi một lần bảo dưỡng ấy thì nó có tốn kém không? Rồi là cái chi phí hàng tháng Vinh nuôi xe với quãng đường di chuyển một ngày 7-80 km ấy, thì cái chi phí hàng tháng thực tế nhá. Cái này Vinh phải chia sẻ thực tế để mọi người nắm được, Vinh không được giấu giếm. Rồi, mời bạn. Cái này thì không có cái gì mà phải giấu giếm cả, vì ai sử dụng xe cũng sẽ phải trải qua thôi. Bình thường ấy, thì với cái sử dụng như thế này, mình đi khoảng một ngày 80 cây là 3 vạn. Đến bây giờ là đến tháng 6 này là sinh nhật nó một năm là 3 vạn. Thì mỗi lần mình bảo dưỡng cứ 5.000 cây mình bảo dưỡng một lần, và mình bảo dưỡng tại công ty của mình luôn, nghĩa là trong hãng luôn. Thì mỗi lần cấp nhỏ 5.000 thì mình sẽ mất chi phí khoảng từ 380.000 đến khoảng 450.000. Đấy, còn sẽ có những cái mốc bảo dưỡng lớn hơn, ví dụ như là 10.000 cây hoặc là 20.000 cây hoặc 30.000 cây, 3 vạn như mình vừa bảo dưỡng. Thì ví dụ như là 20.000 thì mình sẽ phải thay thế thêm một số những về lọc gió, lọc dầu hoặc là đảo lốp. Đấy, thì để cho mình sử dụng xe nó ổn định hơn, tốt hơn, thì nó sẽ chi phí hết khoảng tầm 800.000. Đó là chi phí bảo dưỡng của mình. Đấy, và chi phí sử dụng xe một tháng thì vì cung đường của mình là khá xa nhưng mà nó lại là cao tốc nhiều, thành ra là chi phí của mình một tháng để mình nuôi nó, nghĩa là đổ xăng á, thì nó sẽ rơi vào khoảng 2,5 triệu đến 2,8 triệu một tháng. Đấy là mình đi khoảng nghĩa là một ngày khoảng 80 cây. Còn về chi phí, ví dụ như có thể là gửi xe, gửi cộ, thì cái đấy là tùy vào mỗi khách hàng thôi. Rồi. Còn đấy là cung đường bình thường của mình. Còn mình vẫn có thể về, bình thường mình còn về quê. Đấy, về quê, ví dụ như là quê vợ của mình ở Ninh Bình, và cung đường từ nhà mình về quê khoảng 170 km. Đấy, thế là mình đi cũng tương đối nhiều. Rồi. Đấy. Thật sự thì như cá nhân mình thấy là 3 vạn cho một chiếc xe vận hành khoảng 10 tháng xe gia đình thì là khá nhiều. Đó. Vinh có thể cho biết là với chiếc Toyota Vios G này khi vận hành thực tế thì về vấn đề thiết kế ngoại thất này, những cái trang bị option, thì Vinh có thấy cái gì nó bất tiện không? Hoặc là nó không hài lòng mà có lẽ là mình sẽ kiến nghị để nâng cấp ở trong những cái lần cải tiến tiếp theo của dòng Toyota Vios này không? Thật ra là như này, với một chiếc xe mới ấy, thường thì những cái mà điểm yếu của nó thì nó sẽ không bộc lộ ngay ra ngoài đâu. Khi mà mình sử dụng xe ấy, thì có một cái như thế này, cái đèn pha của mình
cái đèn projector. Rồi. Thì cái đèn này nó cho hiệu ứng ánh sáng, nếu mà đi vào buổi tối thì sẽ không được như kỳ vọng của mình. Mặc dù mình là một nhân viên bán hàng của Toyota, cái này nó là ánh sáng vàng. Thành ra khi ví dụ như mình đi vào một đường sương mù thì ok, nhưng mà ví dụ như đi vào một buổi tối hoặc ấy thì cái lượng, cái tầm xa của nó, cường độ chiếu sáng của nó thì không được như kỳ vọng của mình. Đấy, đấy là cái này, là cái đèn này là mình. Nhưng mà được cái là nó lại có một cái ưu điểm là nó sẽ bền bỉ hơn, và nó cái thời tuổi thọ của nó sẽ tốt hơn. Đấy, cái này là do nhà sản xuất. Thật ra thì dĩ nhiên rồi, halogen cho ánh sáng vàng thì không bao giờ nó cho cái cường độ chiếu sáng tốt bằng đèn LED được. Và thậm chí là về tuổi thọ thì chúng ta cũng cần phải xem xét lại giữa cái bóng đèn LED và bóng đèn halogen. Tuy nhiên là với chỉ vấn đề duy nhất là liên quan đến đèn thì cái cách chúng ta cải thiện nó rất là đơn giản. Quý vị các bạn chỉ cần trang bị thêm một cái hệ thống đèn nhân bóng LED có giá thị trường khoảng tầm 1,5 triệu đồng là chúng ta có thể cải thiện cái ánh sáng này rất lớn. Nó có thể lên tới 60-80% so với cái hiệu suất chiếu sáng thông thường. Còn lại tổng thể ở phần bên trong xe thì Vinh có thể cho mọi người xem qua về cái nội thất bên trong xe được không? Ok. Quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua một chút về cái khoang nội thất của chiếc Toyota Vios G này dưới cái sự hướng dẫn cũng như là sự giới thiệu của bạn Nguyễn Quang Vinh. Vinh có thể cho mình biết là với cái thiết kế khoang không gian nội thất như thế này và những cái option mà phiên bản Vios G này nó trang bị thì bạn có thấy bất tiện gì không, hay là có những cái lợi ích như thế nào mà bạn muốn chia sẻ với quý vị khách hàng? Với đây là một phiên bản Vios G thì nó đã được trang bị như bình thường những cái option của mình ấy, thì nó đã được trang bị ghế da, start top, đầu DVD. Thành ra là khi mình sử dụng thì nó cũng bình thường ấy, khi mà mình sử dụng ấy thì nó cũng không có cái gì ấy cả, vì ghế da của nó, chất lượng ghế da là rất là tốt rồi. Start top rất là tiện. Đấy, về còn về chế độ âm thanh, loa khá ổn, loa 6 loa khá ổn. Còn một cái điều mình rất thích ở Toyota đó là điều hòa rất mát, rất lạnh rất sâu. Nhưng mà điều hòa mình thấy là không có cửa gió điều hòa ghế thứ hai ấy, thì nó có bị ảnh hưởng tới cái người ngồi đằng sau không? À đấy, đấy là một cái, vì mình là bán hàng nhưng mà cái này rất nhiều khách hàng hỏi về cái hàng ghế, về cái cửa gió điều hòa. Thì với Toyota Vios thì cái điều hòa của nó lạnh rất sâu. Ừ. Lại rất sâu, thành ra là với một xe phân khúc hạng B với cái không gian như thế thì mình nghĩ là cái cửa gió điều hòa từ sau phía sau không cần thiết. Ví dụ như một cái xe to như Fortuner hoặc là Innova thì mình nghĩ là cần thiết, nhưng mà với cái xe của mình thì mình nghĩ là không cần thiết, vì chưa ai đi trên xe của mình trong gia đình mà kêu đằng sau nóng cả. Rất là... Thế còn khi mà vận hành trên đường ấy thì người ta hay nói là Vios nó hơi mỏng manh. Thì cái thực tế mà Vinh cảm nhận được khi mà Vinh chạy ở tốc độ khoảng 60-80 ấy, thì Vinh thấy cái độ ồn của nó như thế nào? Liệu có chấp nhận được không? Thật ra là như thế này, cái độ ồn thì mình, cá nhân mình thấy ấy, thì một cái sedan C, phân khúc B hay C thì đều ồn cả. Nhưng mà với cái cung đường của mình và cái chất lượng đường ở Việt Nam bây giờ thì mình nghĩ là đều mức chịu đựng cả, đều tốt. Còn nếu mà ai mà thật sự khó tính, mình là người trẻ thì hơi dễ tính một tí, nhưng thật sự khó tính thì có thể là một lớp phủ cao su non, phủ gầm chống ồn, vừa chống dỉ vừa chống ồn. Đó, chi phí thì ở tại đại lý thì nó cũng rơi loanh quanh khoảng tầm 5 triệu. Rồi, như vậy là khi mà chúng ta vận hành trên đường thì theo Vinh là một chiếc sedan hạng B thì thường nó ồn, và Vios cũng không thể tránh khỏi điều đấy. Quý vị có thể khắc phục bằng cách là chúng ta làm thêm chống ồn phun phủ gầm cao su hoặc là chống ồn 3M, chống ồn trần. Thì cái yếu tố đó mình sẽ xét lại. Đây, mời quý vị, đây chính là hàng ghế thứ hai này, chúng ta nhìn qua một chút, nói chung là rất rộng rãi. Và như cá nhân của mình sử dụng Vios cũng khá là nhiều rồi thì phải công nhận thực sự là cái điều hòa của Toyota Vios nó rất là tốt, và cái việc trang bị cửa gió cho điều hòa cho hàng ghế thứ hai thì cũng không thật sự cần thiết. Vinh ơi, Vinh mở cốp đi cho mọi người xem cái cốp sau của Vinh nào. Có đồ gì bí mật không? Rồi, quý vị thấy này, đây là cái khoang không gian nội thất của cái khoang hành lý. Như cá nhân mình nhận thấy là rất là rộng rãi. Còn thực tế thì Vinh sử dụng, rồi là cái nhu cầu chơi thể thao, tennis, các thứ của Vinh, thì với cái cốp sau chở đồ như này thì Vinh đánh giá thế nào? Cốp này thì quan điểm của mình thì là, cá nhân của mình thì là rộng rãi. Vì những cái lần mà mình có con nhỏ mà cho con về quê
để đến hai cái xe chạy của trẻ con vẫn ok, để thêm vẫn đồ, vẫn một giỏ đồ rồi sữa bỉm các thứ vẫn ok, mình vẫn để đồ cá nhân được đó. Nói chung là vẫn phải gọn gàng một chút đấy, thì là vẫn là rất là ổn. Mà ông bà mà có cho thêm con gà hay là đồ đạc ở quê vẫn ok. Mà quê vợ mình thì Kim Sơn thì thêm một can rượu 10 lít vẫn ok luôn. Mỗi cái có một cái như thế này nữa là mọi người nên sử dụng thêm một chiếc lót cốp. Đấy, cái lót cốp, cái lót cốp chính hãng. Thì cái lót cốp này nó cũng sẽ giúp cái cốp của mình sạch sẽ hơn. Rồi, đó. Chống nước rất là tốt. Chống nước tốt, mình có thể bỏ ra mình lau dọn nó cũng rất là tiện. Rồi, về cơ bản thì quý vị có thể thấy là qua sự chia sẻ của bạn Vinh, một phần vừa là xe ô tô và một phần là người sử dụng thực tế sau 10 tháng với 3 vạn km, thì thực tế là đã trải nghiệm khá nhiều những cái điểm bất cập hay những điểm ổn định của Toyota Vios rồi. Và thưa quý vị bạn, là như vậy là chúng ta vừa mới kết thúc cái video về cái việc chia sẻ thực tế cái quá trình sử dụng xe Toyota Vios sau 1 năm với 3 vạn km. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại cũng như là thủ tục của dòng Toyota Vios cũng như là các dòng xe Toyota khác thì rất mong là quý vị hãy liên hệ với bạn Nguyễn Quang Vinh theo số điện thoại mà đã được đính kèm trên video, ủng hộ cho em Vinh về doanh số cũng như là có một cái trải nghiệm tốt hơn nữa, lái thử tại nhà hay như thế nào, thì mời quý vị liên hệ trực tiếp với Vinh. Rồi, xin chào và có lẽ là sẽ nhường lời cho Vinh để chào quý vị một lần nữa nhé. Thật ra là lần đầu tiên mình cũng làm video nên là cũng khá bỡ ngỡ. Nhưng mà đây là những cái trải nghiệm khi mà mình đã sử dụng xe trong vòng gần 1 năm gần đây. Thì về bán hàng, về xe mới thì rất mong là mọi người nếu mà có nhu cầu muốn trải nghiệm, muốn thử hoặc là muốn tham khảo về giá thì liên hệ với mình. Mình sẽ tư vấn một cách nhiệt tình nhất và mọi người sẽ, quý khách hàng sẽ sử dụng được một cái xe ưng ý nhất. Đấy, xin chào mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả quý bạn. Chào mừng và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.